Xin kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 13 tháng 9 năm 2024. Mở đầu chương trình, mời quý vị khán giả cùng đến với phần tin tức thời sự trong tỉnh. Sáng hôm qua ngày 12 tháng 9, Hội nghị quốc tế lần thứ 8 mạng lưới công viên địa chất toàn cầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là Hội nghị APGN chính thức được khai mạc trọng thể với chủ đề Cộng đồng địa phương và phát triển bền vững trong vùng công viên địa chất. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có bà Liadi Brito, trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về khoa học tự nhiên, Thứ trưởng Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hà Kim Ngọc. Tham dự về phía tỉnh có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và hơn 800 đại biểu trong nước và quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, tỉnh Cao Bằng là địa phương thứ hai trong cả nước đón nhận danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Từ đó đến nay, Cao Bằng luôn tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động của mạng lưới. Đến nay, tỉnh đã khai thác 4 tuyến đường trải nghiệm với những giá trị đặc trưng riêng biệt. Trong những năm qua, tỉnh luôn kiên định mục tiêu phát triển công viên địa chất non nước Cao Bằng gắn với bảo tồn các giá trị di sản, tài nguyên môi trường, bảo tồn nghề truyền thống, phát triển du lịch bền vững và giáo dục thế hệ tương lai phát triển mạng lưới đối tác. Để hội nghị APGN 8 phát huy được vai trò là sự kiện quan trọng của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tỉnh Cao Bằng mong muốn các đại biểu, các thành viên của mạng lưới cùng tập trung trí tuệ tập thể và trách nhiệm để chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về xây dựng và phát triển công viên địa chất, từ đó cùng tìm ra những giải pháp cho những thách thức toàn cầu đang đặt ra hiện nay. Đặc biệt là tăng cường vai trò của cộng đồng địa phương chủ thể của các công viên địa chất trong các hoạt động bảo tồn, xây dựng và phát huy giá trị công viên địa chất vì một cộng đồng phát triển vững mạnh. Bà Lydia Brito, trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về khoa học tự nhiên và các đại biểu trong nước quốc tế bày tỏ chia sẻ với nhân dân Việt Nam và đặc biệt là người dân của tỉnh Cao Bằng, những người đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của trận bão Yagi. Điều đó cho thấy vai trò quan trọng trong bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phù hợp với mục đích cũng như định hướng hoạt động của công viên địa chất toàn cầu. Đánh giá cao về sự phát triển của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu qua 20 năm thành lập, bà mong muốn tiếp tục thúc đẩy chương trình mở rộng và phát triển mạng lưới công viên địa chất toàn cầu ở các khu vực. Bà Lydia Brito cũng cho biết thêm, thời gian qua, Hội đồng chấp hành UNESCO đã làm việc rất tích cực, xem xét 17 hồ sơ ứng cử mới. 4 hồ sơ đã bị hoãn lại từ trước và 39 báo cáo đánh giá tái thẩm định chỉ trong 2 ngày. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, 15 hồ sơ ứng cử mới sẽ được đệ trình tới hội đồng vào năm 2025, trong đó có 7 hồ sơ đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong 2 năm qua, các chuyên gia đã thực hiện 43 chuyến công tác nhằm đánh giá tái thẩm định các công viên địa chất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Dịp này, bà kêu gọi tất cả các nước cùng nhau tăng cường sự hợp tác hơn nữa, chia sẻ những kinh nghiệm tốt, bài học điển hình hay và chung tay xây dựng một mạng lưới vững chắc, nâng cao năng lực ứng phó trước thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, phòng chống rủi ro thiên tai. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ những khó khăn mất mát về người và của mà nhân dân Cao Bằng và các địa phương miền núi và Trung du Bắc Bộ đang phải đối mặt. Đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân Cao Bằng, cũng như các địa phương khắc phục thiên tai, sớm ổn định sản xuất, cuộc sống của người dân, tổ chức thành công hội nghị quan trọng này. Với vai trò động lực quan trọng, trung tâm phát triển năng động và tự cường của thế giới, cùng chung tay đóng góp vào việc ứng phó với các thách thức của thời đại, hiện thực hóa chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững đem lại lợi ích thiết thực cho mọi thành viên, người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phó Thủ tướng đề nghị hội nghị cần thảo luận làm rõ một số hướng hợp tác mới về xác định cách tiếp cận tổng thể để thống nhất trong nhận thức và hành động về bảo tồn và phát huy giá trị công viên địa chất vì phát triển bền vững, tăng cường trao đổi kinh nghiệm hay, điển hình tốt,
đưa ra các khuyến nghị chính sách phù hợp về quản lý bảo tồn và phát triển bền vững công viên địa chất toàn cầu, thúc đẩy quan hệ đối tác nhiều bên và hợp tác quốc tế phát triển công viên địa chất toàn cầu, gắn với phát triển bền vững, thúc đẩy tầm nhìn dài hạn 5 năm, 10 năm cho phát triển mạng lưới công viên địa chất toàn cầu, một mạng lưới hợp tác quốc tế mạnh mẽ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di sản địa chất không chỉ vì lợi ích hiện nay mà còn vì các thế hệ tương lai. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và các đại biểu đã cắt băng khai trương không gian văn hóa các dân tộc, gian hàng, các công viên địa chất toàn cầu. Sáng ngày 12 tháng 9, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà làm trưởng đoàn đã trao tặng quà cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão Yagi gây ra. Cùng đi có đại diện lãnh đạo vụ tổng hợp các nhà hảo tâm. Thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà đã ân cần thăm hỏi động viên, chia sẻ những khó khăn mất mát của tỉnh Cao Bằng, đồng thời trao tặng 310 triệu đồng và 20 tấn nhu yếu phẩm gồm gạo, nước uống, xúc xích, mì gói, áo phao, với mong muốn nhân dân tỉnh Cao Bằng sớm vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Trong đó, Ủy ban Dân tộc hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng là 5 triệu đồng, người bị thương nằm viện là 3 triệu đồng. Đồng hành với đoàn công tác, công ty trách nhiệm hữu hạn ăn uống và tổ chức sự kiện Nguyên Đình tại thành phố Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh 30 triệu đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban Dân tộc và các đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Bằng thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời cam kết sẽ chuyển số tiền và nhu yếu phẩm hỗ trợ đến những người bị thiệt hại do mưa lũ, đảm bảo đúng đối tượng. Trong sáng ngày 12 tháng 9, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang nỗ lực triển khai các phương án tìm kiếm nạn nhân tại các điểm sạt lở trên địa bàn xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Đồng chí Hoàng Văn Thạch, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sạt lở đất, tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tôi đang có mặt tại xóm Lũng Lì, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Sau 4 ngày triển khai các lực lượng phương tiện tìm kiếm, thì tính đến 11 giờ sáng ngày 12 tháng 9, các lực lượng chức năng đã tìm được thêm một nạn nhân thiệt mạng do vụ sạt lở. Nâng tổng số các nạn nhân tìm kiếm được đến thời điểm hiện tại là 6 nạn nhân. Hiện nay thì tại huyện Nguyên Bình trời đã tạnh mưa, tuy nhiên với khối lượng đất đá nhiều như thế này thì cũng đang gây rất nhiều khó khăn cho công việc tìm kiếm. Và các lực lượng chức năng thì cũng đang rất nỗ lực triển khai các phương án để có thể tìm kiếm sớm nhất các nạn nhân còn lại. Theo phương án triển khai ngay từ sáng sớm, Sở Chỉ huy Tiền Phương đã huy động máy xúc cùng các lực lượng, nhân dân xóm Lũng Lì tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực sạt lở. Đến 11 giờ trưa ngày 12 tháng 9, sau nỗ lực tiếp cận hiện trường, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân được xác định là nữ. Hiện tại, trong khu vực tìm kiếm khối lượng bùn đất nhiều, bùn đất vẫn còn nhão nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã xây dựng sơ đồ, xác định các vị trí và phương án tìm kiếm nạn nhân. Hiện nay, tại điểm sạt lở xóm Lũng Lì đã tìm thấy thi thể 6 nạn nhân, còn 3 nạn nhân mất tích. Cũng trong sáng nay, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục tiến hành tìm kiếm các nạn nhân còn lại tại vị trí sạt lở Khuổi Ngọa, xã Ca Thành. Tiếp tục triển khai tìm kiếm dọc bờ suối, tiến gần đến điểm xe con 4 chỗ gặp nạn mắc lại. Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 12 tháng 9, các lực lượng đã tìm thấy 2 thi thể mắc lại bên suối cách điểm sạt lở hơn 1 km hướng về Bảo Lạc. Lực lượng chức năng đã nỗ lực tiếp cận và đưa thi thể ra ngoài để xác minh danh tính. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, người dân khu vực xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc đã vớt được thêm 3 thi thể trôi trên suối. Qua xác minh là nạn nhân gặp nạn tại điểm sạt lở Khuổi Ngọa. Đến nay, tại các điểm sạt lở, các lực lượng đã tìm thấy 44 thi thể nạn nhân, 14 người bị thương, còn 9 người mất tích. Hiện các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ những người mất tích còn lại. Thưa quý vị và các bạn, những làn điệu then hòa trong tiếng đàn tính làm say đắm lòng người là báu vật của đồng bào dân tộc Tày Nùng ở Cao Bằng. Nhằm gìn giữ những giá trị đặc sắc của làn điệu then tính, tỉnh đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để bảo tồn, phát huy giá trị của làn điệu then. Để then tính còn mãi với thời gian thì cần truyền dạy là giải pháp duy nhất. Trong phóng sự hôm nay, chúng ta cùng đến với lớp dạy hát then đàn tính của nghệ nhân ưu tú Đinh Trọng Thức tại xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình.
Tiếng hát then vẫn vang lên giữa bản làng xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình trong những ngày cuối tuần. Giữa cuộc sống bình yên, xen lẫn tiếng hát then đàn tính, dường như tất cả chúng ta cảm nhận rằng có một miền quê đang giữ gìn và phát huy rất tốt văn hóa dân tộc. Có được điều đó, phải có những người truyền lửa. Chúng tôi muốn nói đến lớp dạy hát then đàn tính của nghệ nhân ưu tú Đinh Trọng Thức, người đã 30 năm qua góp phần thổi bùng ngọn lửa yêu then, không chỉ ở vùng quê này mà còn lan tỏa đến các địa phương khác. Tay đều mở vào đây, cái ngón tay cái đều vào đây, đều vào giữa này, tì vào với nhau rồi, nó giữ chặt rồi, nào, đánh lại cho, 2, 3, mi, re, mi, re, si, si. Học thì thầy không thu tiền và thầy cho chúng con học miễn phí ạ. Dạ, thầy thức dạy miễn phí cho bọn con là để muốn bọn con lưu giữ cái dân ca, điệu hát dân ca của chỗ mình. Bây giờ các con tập trung vào, xong là về nhà cố gắng tập luyện để hát những cái bài hát mà từ xa xưa, từ ngày các ông bà cụ kỵ của chúng ta đã từng tập đánh và bệnh đã từng diễn và đã từng hát cho chúng ta nghe. Bây giờ ta phải có trách nhiệm là lưu truyền và bảo tồn. Chúng ta phải hát thật hay vào, cố gắng là tập luyện cho hát đúng. Đến khi mà đi đến đâu, đi chơi, đi học và đi giao lưu với các bạn ở các vùng miền, mình có quyền hãnh diện là mình biết hát đàn tính và hát then, hát về dân ca Tày Nùng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của dân tộc mình. Ba mươi năm nặng lòng với tiếng tính điệu then, cũng ngần đấy thời gian đã có nhiều thế hệ lớn lên và trưởng thành từ những lớp học miễn phí của nghệ nhân ưu tú Đinh Trọng Thức. Và cũng ngần ấy thế hệ tiếp nối, họ hiểu hơn giá trị của dân ca dân tộc. Và điều đặc biệt, anh hoàn toàn tự nguyện bằng tất cả tình yêu hát then, đàn tính và trách nhiệm trong việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa trước nguy cơ bị mai một. Cứ thế, Đinh Trọng Thức âm thầm như con ong cần mẫn hút mật cho đời. Anh truyền dạy, thổi bùng ngọn lửa đam mê cho nhiều lứa tuổi khác nhau. Qua đó, họ hiểu và yêu văn hóa dân tộc Tày Nùng hơn, yêu những làn điệu hát then thắm đượm tình người hơn. Vốn không phải là người làm nghệ thuật, nghệ nhân ưu tú Đinh Trọng Thức đang làm trong ngành y tế. Hiện anh đang là trạm trưởng trạm y tế xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình. Song song với làm tốt công tác chuyên môn, anh luôn đau đáu với công tác bảo tồn văn hóa dân tộc. Đặc biệt, từ khi anh được phong tặng nghệ nhân ưu tú, anh càng thấy trách nhiệm của mình cần phải cống hiến nhiều hơn nữa trong công tác bảo tồn văn hóa. La son mi, son re, son re, son son la son re.
từ lúc tôi được công nhận là nghệ nhân ưu tú thì tôi cảm thấy là trọng trách chính bản thân mình vẫn là phải có trách nhiệm với cộng đồng về cái truyền đạt về hát then, đàn tính và hát dân ca, và phải có trách nhiệm với các con cháu của mình để lưu truyền, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Không chỉ truyền dạy, nghệ nhân ưu tú Đinh Trọng Thức còn tự sáng tác bài hát. Đến nay, anh đã sáng tác được khoảng 30 bài hát then với nhiều nội dung khác nhau về Đảng, Bác Hồ, về sự đổi thay của quê hương, về đại đoàn kết toàn dân tộc. Các bài hát của anh đã được đi biểu diễn trong và ngoài tỉnh. Các học viên do anh truyền dạy ngày một trưởng thành. Từ những ngày đầu thành lập, chỉ là một nhóm nhỏ vài người cùng đam mê bộ môn nghệ thuật hát then đàn tính. Dần dần, anh đã vận động người dân cả xã Vũ Minh tham gia, rồi trở thành câu lạc bộ. Và giờ đây, rất nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật từ huyện đến tỉnh luôn có sự hiện diện của các thành viên trong câu lạc bộ hát then đàn tính do nghệ nhân ưu tú Đinh Trọng Thức thành lập. Lúc đầu là câu lạc bộ ở trong tại một xóm mình không thôi. Nhưng về sau là được nhiều người đam mê yêu thích thì là thành lập câu lạc bộ của xã. Xong là được thành lập câu lạc bộ của xã xong thì là được các xã như là thị trấn, rồi lại Tam Kim, Mai Long, một số thành viên cũng cảm thấy là đam mê với lại cũng muốn được tham gia với câu lạc bộ thì cũng xin vào trong câu lạc bộ, thành cả câu lạc bộ Phía Bắc. Với lại câu lạc bộ hát then đàn tính Minh Thanh, hai câu lạc bộ này thì cũng có nhiều thành viên tham gia mà cũng nhiều thành phần ở nhiều lứa tuổi, từ 6 tuổi đến trên 83, 84 tuổi tham gia. Với cơ chế thị trường như hiện nay và cuộc sống luôn phải căng mình bởi cơm áo gạo tiền, lại có một người đàn ông lặng lẽ dâng mật ngọt cho đời bằng niềm đam mê, tình yêu và trách nhiệm trước nguy cơ mai một của văn hóa dân tộc. Bởi anh luôn tâm niệm, chính những người như anh đã được thừa hưởng và tiếp nối văn hóa của cha ông để lại, nên cần phải có trách nhiệm bảo tồn và phát triển. Từ những suy nghĩ ấy, anh đã tình nguyện truyền dạy hát then đàn tính cho tất cả những ai muốn học mà anh không thu học phí. Học sinh thì đa số là gia đình không phải là khá giả gì, mà học sinh cũng vừa đủ ăn, có nhà thì cũng còn chưa đủ ăn, vì vậy là không có đàn để đánh, vì vậy là chưa nói đến mua đàn, mà đạo cụ còn chưa có thì làm thế nào mà nộp tiền học phí để nộp cho mình được. Vì vậy tôi từ lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng là làm thế nào làm miễn sao là có học trò để cùng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là được, cùng đưa cái hát then đàn tính và hát dân ca để có phong trào nổi lên, thì là tôi quyết định là không thu em nào từ lúc mở đầu. Anh không chỉ dạy cho câu lạc bộ do anh thành lập, mà nghệ nhân ưu tú Đinh Trọng Thức còn đi đến nhiều bản làng của huyện Nguyên Bình và các địa phương khác để truyền dạy. Không quản ngại ngày đêm mưa nắng, sự nhiệt tình của anh đã lan tỏa đến người dân. Sau một ngày với công việc đồng áng, nhưng khi có lịch tập luyện, bà con lại tập trung đúng giờ đông đủ để được gặp thầy Thức, để cùng cất lên điệu then, gảy lên tiếng tính ngọt ngào sâu lắng. Tối nay cũng như mọi khi,
Từ cụ già 80 tuổi đến những trẻ em học lớp 3, lớp 4 lại có mặt tại nhà văn hóa xóm để tập luyện. Những người nông dân thuần túy, họ lại hòa vào tiếng tính điệu then trong lớp học của thầy Thức. Họ quên đi những mệt mỏi sau một ngày lao động. Và có lẽ từ sự nhiệt tình của anh nên đã thổi bùng ngọn lửa đam mê của bà con. Thầy Thức thì rất là nhiệt tình, chỉ cho tôi từng nốt, nốt mì, nốt rễ, nốt xi là lúc đầu là cầm tay chỉ từng nốt. Thì bây giờ thì bọn tôi thì cũng biết dần, và thầy Thức cũng mỗi tuần một lần, thì mỗi tuần tập một buổi, nhưng mà mặc dù trời mưa, trời nắng thì cũng đi, và bọn tôi thì cũng rất là nhiệt tình, trời mưa cũng đi. Nhất là tôi nhớ nhất là có một buổi vừa rồi thì trời mưa tầm tã, tôi lúc đấy đã 11 giờ rồi, nhưng mà thầy Thức phải về nhà xong rồi tôi có mấy người còn ngồi ở trong nhà văn hóa ấy, không về được, thầy Thức lại còn về nhà lấy áo mưa về cho mỗi người thì mấy cái áo mưa, xong rồi mới đi về nhà cùng nhau. Lúc đấy đã khuya rồi đấy. Những lúc là chúng tôi cũng rất là bận rộn, mà thầy cũng rất là nhiệt tình gọi từng người để tập trung cho chúng tôi để tiếp tục học. Sự kết nối của người truyền dạy và người tiếp nhận đã là một sợi dây không thể tách rời. Hàng đêm, nghệ nhân Đinh Trọng Thức vẫn đi về trên những nẻo đường xóm bản. Đã từ lâu, anh vẫn thế. Đến nay, anh đã truyền dạy cho gần 500 học viên trên địa bàn toàn tỉnh. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của anh. Và trong 1.000 người tham gia màn hát then đàn tính lập kỷ lục Việt Nam tại Thác Bản Dốc tháng 10 năm 2023, đã có hàng trăm người học trò của nghệ nhân ưu tú Đinh Trọng Thức tham gia. Anh là người đã góp phần thổi bùng ngọn lửa yêu then của tỉnh Cao Bằng. Chuyển sang thời lượng mục điểm báo, sáng ngày 12 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng năm học 2024-2025 của Học viện Quốc phòng. Phát biểu tại lễ khai giảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những kết quả to lớn trong bảo vệ Tổ quốc có sự đóng góp quan trọng của Học viện Quốc phòng. Trong nhiều năm qua, thực hiện vai trò trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế hàng đầu của quân đội và quốc gia. Học viện luôn nghiêm túc quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, làm tốt công tác tham mưu, chiến lược về quân sự, quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội. Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng quân đội tinh, gọn, mạnh đến năm 2030, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Học viện quán triệt, thực hiện có hiệu quả chủ trương, quan điểm của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo gắn với bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang thời kỳ mới. Sáng ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Yên Bái thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ. Thủ tướng đã tới thị sát các điểm bị ảnh hưởng nghiêm trọng và động viên người dân, các lực lượng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại các điểm đến, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp tục ở lại Yên Bái, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ,
quyết định các vấn đề liên quan. Tỉnh Yên Bái và các địa phương khác lên phương án di rời người dân có thể bị ảnh hưởng tới nơi an toàn, cùng các bộ ngành, cơ quan liên quan, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu, kể cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Yên Bái và lực lượng quân đội, công an phối hợp bằng mọi cách để tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại các địa bàn bị chia cắt, chủ động, sáng tạo, tìm kiếm cách tiếp cận, kể cả phương án sử dụng trực thăng. Theo Tổng cục Hải quan, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trong 8 tháng đạt hơn 511 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư hơn 19 tỷ USD. Nhờ vậy, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 8 tháng đạt hơn 274.000 tỷ đồng, bằng 73,1% dự toán được giao và tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Tổng cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục cải cách chính sách, thủ tục hải quan, đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan, ngăn chặn và phòng ngừa gian lận thương mại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh kinh tế. Đồng thời, đảm bảo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc xây dựng, triển khai mô hình hải quan số, hải quan thông minh, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hỗ trợ thúc đẩy thương mại, góp phần đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng. Năm 2024, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 375.000 tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 204.000 tỷ đồng. Ngày 11 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai từ các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ từ Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, công ty xăng dầu Cao Bằng ủng hộ 2 tỷ đồng, tập đoàn vàng bạc đá quý Kim Tín ủng hộ 200 triệu đồng, diễn viên Hoàng Kim Ngọc ủng hộ 130 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng tiền mặt và 3 xe nhu yếu phẩm trị giá 30 triệu đồng. Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu hỗ trợ 300 thùng mì tôm trị giá 37 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế Tianjin Hồng Kông hỗ trợ 200 thùng mì tôm trị giá 25 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông Tuổi Trẻ Cao Bằng ủng hộ 20 triệu đồng. Nhà hàng Huy Linh Vịt Trời ủng hộ 10 triệu đồng. Sau buổi tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh huy động lực lượng để phân loại các mặt hàng, phân chia các suất quà, kịp thời phân bổ 11 tấn gạo, 550 thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm khác như sữa, nước, quần áo, nước mắm, bột canh, bánh, vật tư y tế cho 8 xã Yên Lạc, Ca Thành, Nguyên Bình, Lương Thông, Thanh Long, Ngọc Động và thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa. Sau 2 ngày phát động kêu gọi ủng hộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận tiền mặt và chuyển khoản được trên 3,36 tỷ đồng, tiếp nhận 12,7 tấn gạo, gần 1.100 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm khác, với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng. Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gần 12.000 khách hàng bị ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3, bão Yagi, với tổng dư nợ ước tính hơn 26.000 tỷ đồng. Phó Thống đốc Đào Minh Tú đề nghị các ngân hàng không thu nợ bằng mọi cách, trách nhiệm của ngân hàng phải chia sẻ khó khăn với khách hàng. Theo thống kê sơ bộ từ các đơn vị ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2024, có tổng số 11.058 khách hàng với tổng dư nợ 10.654 tỷ đồng, chiếm 5,6% tổng dư nợ toàn địa bàn, đã bị ảnh hưởng nặng nề do hậu quả của cơn bão số 3 để lại. Đặc biệt, một số khách hàng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng rất nặng nề, bị trôi dạt mất bè nuôi thủy sản. Trước tình hình này, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tính toán phương án hỗ trợ, thực hiện cơ cấu lại thời hạn, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão số 3, xem xét miễn, giảm lãi vay cho các khách hàng bị thiệt hại. Đồng thời, tiếp tục cho vay mới đối với khách hàng để khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão theo các quy định hiện hành, thực hiện xử lý nợ, xử lý rủi ro theo các quy định hiện hành đối với khách hàng bị thiệt hại, mất khả năng chi trả. Hiện Ngân hàng Nhà nước ước cho biết đang nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn sau bão.
Sau cơn bão số 3, nhiều tỉnh miền Bắc đang gồng mình chống chọi lại với mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất. Mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập lụt nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Bộ Y tế khuyến cáo, người dân cần hết sức chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân để đảm bảo sức khỏe. Để chủ động phòng tránh dịch trong mùa mưa bão, Bộ Y tế khuyến cáo người dân lựa chọn thực phẩm và chế biến thực phẩm an toàn. Ăn thức ăn nấu chín và uống nước đun sôi. Thường xuyên rửa tay với xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Vệ sinh cá nhân hàng ngày, rửa chân sạch và lau khô các kẽ ngón chân sau khi tiếp xúc với nước lũ, nước bị nhiễm bẩn. Tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi bằng cách đậy kín các bể, thùng chứa nước. Thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, loại bỏ các phế thải như chai lọ, lốp ô tô hoặc các hốc nước tự nhiên để không cho muỗi đẻ trứng. Mắc màn khi ngủ kể cả ban ngày, thay rửa bể nước, giếng nước và dùng hóa chất để khử trùng trước khi uống và sinh hoạt theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Thực hiện nguyên tắc nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đấy, thu gom, xử lý và chôn xác động vật theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế gần nhất. Thưa quý vị khán giả, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Cao Bằng ngày mới hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.